tranh bày giống giống xong đấy, các bạn nhìn thấy mình trình bày có đẹp không? Đây, mình đặt cái bánh xuống, mình cho một tàu rong xuống đây đấy, với cái tinh giới, cho một cây ngò dí ra mùi đấy. Đấy, và cây ngò gai đó, thêm một cọng ngò, cọng rong ngò ôm đó. Cái này mình phải bốc tay các bạn. Bình thường ra thì có lá sung thì bọc lá sung, không có lá sung thì bọn bánh này cũng được lắm, ok lắm. Mời các bạn nhé. Những này là không có bánh đa mà quận người sẽ ăn được. Mời các bạn. Không, nhất này mình có thể nhất này, đấy. Cái hôm nay là chỉ có món này thôi, bánh chưng luộc lại xong rồi thì để ăn, ăn hết chả giò xong. Chưa? Xong một cuốn rồi nha. Đúng rồi đó. Đẹp quá. Ngon quá hả? Ok. Được, mời cả nhà đó. Cái đấy hay đổ, có được cái bánh tráng này bao nhiêu đấy? Bánh, ừ vì có cái bánh tráng này thì cậu mới làm cái món này. Ừ, một container mình để ăn, vừa ăn vừa để làm mốc. Ừ. Tai heo với cả thịt ba chỉ đó. Ừ. Mấy lại cái này là thính từ Việt Nam luôn nhá, xịn luôn. Chứ cái thính ở bên đây thì là nó to hạt, ăn nó lần dần lần dần. Ừ. Đúng rồi. Đó, chỉ quay bàn ăn được chứ không quay vào mặt không, mọi người lại xấu hổ không ăn được. Ráng ăn đi các con. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Nhi Đỗ Cuộc Sống Canada. Các bạn thân mến, trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn món nem chảo hay còn gọi là nem thính, ở một số nơi còn gọi là nem bì. Nhưng trong video này mình sẽ không sử dụng bì lợn mà mình chỉ dùng tai heo và thịt ba chỉ của heo thôi. Bây giờ mời các bạn cùng vào bếp với mình nhé. Thành phần nguyên liệu của mình đây. Đấy. Tai heo, thịt ba chỉ. Tất cả những chỗ này mình đã rửa làm sạch rồi nhé. Tí nữa mình chỉ việc trần qua nước xong đó mình cho ra luộc thôi. Nước mắm, đường, giấm. Và đây là bánh đa lem để gói. Thính gạo rang, lá chanh, xả, hành, tỏi, ớt, chanh, ngò dí, ngò ôm, ngò gai, kinh giới và rau salad, rau diếp, rau sống đấy các bạn ạ. Ở bên đây đấy không có lá sung, thành ra là mình gói bằng cái bánh đa lem này. Nếu như có lá sung gói là tuyệt vời nhất. Sau khi trần thịt xong, bây giờ mình luộc. Mình cho vào đây là một thìa canh muối, một thìa cà phê mì chính và hai củ hành tím, hành khô tím đấy, mình bổ nó ra làm đôi. Và mình cho vào đây ba củ xả, xả mình cũng chẻ ra làm đôi để cho nó thôi được hết các cái hương liệu, hương thơm của xả ra. Đây, thịt ba chỉ mình đã trần xong đây, đó. Và tai heo ở bên đây họ cũng cắt ngắn như thế này đây. Đó, mình sẽ luộc ra làm hai xoong. Xoong nước tai mình đổ đi. Trong lúc chờ thịt heo thì mình đi lấy một tô nước lạnh để sau khi luộc thịt xong mình sẽ vớt ngâm vào đấy. Cũng như tai luộc xong mình sẽ ngâm vào nước lạnh. Còn bây giờ mình tranh thủ đi làm rau thơm. Đó, sau khi mà cho thịt vào rồi các bạn vặn to lửa cho nó sôi. Đến lúc sôi thì các bạn vặn nhỏ lửa, đun thêm khoảng độ 20 phút. Đó, nếu các bạn muốn thử chín hay không các bạn chọc vào đây miếng thịt như này. Đó. Đó, mà nếu mà cái nước nó chảy ra đấy các bạn ạ, nó không còn màu hồng nữa, nó màu trắng thì là miếng thịt đã chín. Cái miếng thịt này của mình đã chín rồi đây các bạn. Đó, mình ủ lại đây khoảng độ là đi 5 phút sau rồi thì mình sẽ vớt ra, lúc bấy giờ cái thịt nó sẽ không bị khô. Sau khi để ngâm lại thịt trong xoong 5 phút, bây giờ mình vớt ra
và ngâm luôn vào tô nước lạnh. Nồi tai heo lúc này cũng được rồi, vì nó mỏng, nó rất nhanh chín. Mình vớt luôn ra cho vào tô nước lạnh. Nó vừa giòn vừa dễ thái. Cái nước luộc tai heo này đấy thì mình sẽ đổ đi. Đó. Còn cái nước thịt luộc thì mình giữ lại. Bây giờ mình sẽ đi thái thịt các bạn ạ. Thái thịt nó mỏng thôi các bạn nhé. Mình thái chỉ đấy, thái sợi cho nó mỏng. Thái sợi như này này các bạn. Đang làm trộn, mình cho vào một cái chậu cho nó lớn đi một chút để trộn cho nó dễ. Con dao kia nó sắc nhưng nó bé bản và nó hơi dày. Mình thay con dao này, bản nó rộng, nó mỏng, thái thích hơn. Nhìn ngon không các bạn? Sợi đấy. Đây đây các bạn. Đó. Họ cũng chỉ cắt ngắn này thôi. Đó. Họ chỉ cắt ngắn này thôi. Nó không có cảm cái lỗ tai trên nên nó rất sạch các bạn ạ. Chỗ này là xả mê hành các bạn. Bây giờ mình sẽ thái theo chiều dọc cái tai các bạn nhé. Này, đó, bây giờ thái theo chiều dọc này. Thái thật mỏng. Các bạn nhìn này, sợi này, đấy, mỏng chưa? Mình làm cái gì cũng làm nhiều. Mỗi một lần làm như thế này đấy là đều anh em con cháu phải mười mấy người về cùng thưởng thức cho nó vui vẻ. Chỗ này của mình đấy là đi tính là hơn 1 cân 8 thịt ba chỉ và 1 cân 2 tai heo đấy. Mình thái nhìn ngon chưa các bạn? Sau khi thái thịt và tai heo xong, mình ướp vào đây 1 muỗng canh đường và 1 muỗng cà phê bột canh hay còn gọi là bột gia vị đó. Lúc luộc thịt đấy, mình đã cho vào đấy 1 muỗng lớn muối và bột ngọt rồi. Lên thịt nó cũng có độ đậm đà. Bây giờ mình trộn lên và mình ướp trong vòng khoảng 10-15 phút. Bây giờ mình sẽ đi thái lá chanh. Trước khi thái lá chanh, mình sẽ vặt hết các cái cuống ở giữa lá đi để đến lúc ăn nó sẽ không bị dai và mình sẽ thái dối các bạn ạ. Các bạn lưu ý nhé, lá chanh mình cũng chỉ cho vừa đủ thôi. Nếu cho nhiều quá nó sẽ bị đắng. Và các bạn thái lá chanh theo sợi, thái dối đấy, càng nhỏ thì nó càng hấp dẫn, nhìn nó ngon mắt hơn. Lá chanh thái nhỏ tí xíu này nè các bạn. Đó. Bây giờ lá chanh mình cho hết cả vào cái chỗ này. Đó. Cho hết cả vào chỗ thịt đã thái. Mình sẽ trộn cho lá chanh nó đều ra các bạn nhé. Đó. Cái lem thính này đấy, gọi là lem chạo đấy, phải có lá chanh nó mới thơm các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ trộn thính. Mình sẽ rắc từ từ. Nhưng mà cái chỗ thính này của mình đấy, nó sẽ là vừa đủ với lại cái chỗ lem này. Các bạn trộn dư ra một chút thính ấy thì nó sẽ thơm hơn. Đó.
thơm quá trời luôn. Cái gạo rang này đấy, họ xay nó mịn. Đó. Nó mịn thành ra là ăn nó sẽ cảm nhận nó ngon hơn là những cái mà mình mua ở bên đây. Bên đây nó cứ lật sật cái hạt. Cái này chắc mình phải cho lốt cái gói này vào. Nhìn hấp dẫn chưa các bạn? Đó. Thế là mình đã trộn xong, bây giờ mình đi pha nước chấm. Tỏi mình dập dập xong là mình thái nhỏ ra. Ớt thì mình thái nhỏ ra các bạn. Nếu mà các bạn nhà ăn được cay thì các bạn cho nhiều ớt, còn không ăn được cay thì các bạn cho ít ớt thôi. Mình pha nước chấm theo tỷ lệ 1 muỗng nước mắm thì 1 muỗng nước cốt chanh hoặc giấm, 1 muỗng rưỡi đường và 6 muỗng nước đun sôi. Ở đây mình sẽ dùng nước nóng các bạn ạ. Với số lượng lem nhiều như thế này, mình pha 3 muỗng nước mắm, 4 muỗng rưỡi đường, 2 muỗng nước cốt chanh, 1 muỗng giấm và 6 muỗng nước sôi. Như này tỷ lệ thành ra là 18 muỗng nước sôi. Mình dùng nước sôi thì nó nhanh tan đường hơn. Bây giờ mình ngoáy để cho cái tô nước chấm này nó tan đều vào nhau. Các bạn biết không, chanh ở bên đây vắt vào nước nóng đấy, nó cũng không đắng như cái quả chanh ở nhà mình đâu nhé. Cái nước chấm này này, vừa chấm, thỉnh thoảng còn phải uống nữa thì nó mới ngon các bạn ạ. Bây giờ mình cho vào đây chỉ một thìa con cá tương ớt thôi, không đề phòng nhiều khi không ăn được cay. Những bạn nào mà không ăn được cay thì cho ít thôi, có thể cho tương ớt hoặc có thể là không cho cũng được. Nhưng mình cho tương ớt thì nó sẽ thơm hơn rất nhiều các bạn. Đó, cái hỗn hợp này tan hết rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho cái chỗ tỏi băm và ớt vào đây. Muốn cái tỏi nó nổi đấy mà nó không bị chìm thì các bạn để hòa nước mắm chanh trước, sau đó mới cho tỏi các bạn nhé. Chứ nếu các bạn cho tỏi vào trước thì nó sẽ bị chìm. Rồi, tô nước chấm của mình đây, nhìn có hấp dẫn không các bạn? Đó. Đấy, rắc một chút lá chanh, bày rau sống xong. Đấy, các bạn nhìn thấy mình trình bày có đẹp không? Thế là món lem chạo hay còn gọi là lem thính của mình đấy, bằng tai heo và thịt ba dọi heo đã hoàn thành. Đó. Giữa là bát nước mắm, chanh, ớt, tỏi, giấm, một chút tương ớt. Đó, bên cạnh đây là tai sợi, tai heo thái sợi đó và thịt ba chỉ thái sợi. Xung quanh là rau sống, đấy, và các loại rau thơm. Đó. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nhé. Mời các bạn. Riêng cái nem thính này là phải ăn bằng tay nó mới ngon các bạn ạ. Đó. Đặt cái bánh xuống, mình cho mật tàu rau xuống đây. Đấy, mấy cái kinh giới. Cho một cây ngò dí, rau mùi đấy.
và cây ngò gai đó, thêm một cọng ngò, cọng rau ngò ôm đó. Cái này mình phải bốc tay các bạn ạ. Đó, bình thường ra thì có lá sung thì bọc với lá sung, không có lá sung thì cuộn bánh này cũng được lắm, ok lắm. Mời các bạn nhé. Cái nem tay đấy nó rất giòn, thêm cái thịt ba chỉ vào nó một cái độ ngậy, và cái thính này đấy nó rất thơm, nó quện vào, thỉnh thoảng còn có cảm nhận có một chút vị của lá chanh. Thế còn thì các cái rau thơm này, rau ngò ôm là nó rõ nhất, cảm nhận rõ nhất. Cái này nó đủ vị chua cay mặn ngọt các bạn ạ, rất là ngon. Cái này mà nhậu bia đấy hoặc rượu rất ngon. Nếu mà có lá sung là tuyệt vời nhất các bạn ạ. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ ăn một miếng mà không có bánh đa nữa. Miếng này là không có bánh đa các bạn ạ. Quận người sẽ ăn thôi. Mời các bạn nhé. Không có bánh đa ăn cũng rất ok các bạn ạ. Cái bánh đa nó hơi dai, nhưng không có bánh đa nó rất giòn. Các bạn ơi, video của mình cũng dài rồi, mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn luôn quan tâm theo dõi, đồng hành, ủng hộ kênh của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay và yêu thích thì các bạn cho mình xin một share, một like và nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye.